chúng ta có thể chỉnh các bản nhạc chuông khác nhau bằng nút bên trên và bên dưới của loa chuông. Ngoài ra bộ sản phẩm chuông cửa không dây này thì chúng ta có thêm tính năng đó là có thể kết hợp với các cảm biến báo động. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm chuông cửa không dây nút bấm sử dụng pin của Kenroid với mã sản phẩm là KRM525. Với dòng sản phẩm chuông cửa không dây này sẽ được ứng dụng rộng rãi như trong gia đình, trường học và bệnh viện. Ngoài tính năng là chuông cửa không dây ra thì bộ sản phẩm có thêm tính năng đó là kết hợp với các cảm biến báo động như là báo động mở cửa, cảm biến chuyển động. Sau đây thì mình sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm và các tính năng của sản phẩm. Như các bạn đã thấy, đây là vỏ ngoài của sản phẩm. Trên vỏ ngoài của sản phẩm thì đã có in hình sản phẩm bên trên và có tem của nhà cung cấp. Bên hông thì sẽ là một số thông tin cơ bản của sản phẩm. Sau đây chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra xem bên trong gồm những gì. Bên trong hộp sản phẩm sẽ bao gồm là một tờ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt và một loa chuông, bao gồm một nút bấm này và phụ kiện đi kèm là miếng dán 3M và bộ ốc vít để bắt nút bấm. Với bộ sản phẩm bao gồm là một nút bấm và một loa chuông. Ở đây nút bấm thì thiết kế khá là nhỏ gọn, dễ dàng có thể mang theo, và nút bấm có thể dán miếng dán 3M ở ngoài ở mặt sau, hoặc chúng ta có thể bắt vít nút bấm ở ngoài. Khi chúng ta bấm chuông thì nút bấm sẽ báo đèn sáng. Và bộ phận loa chuông ở đây thì chúng ta sẽ thấy ba phím cơ bản ở trên loa chuông, thì bao gồm hai phím để chỉnh các bản nhạc chuông khác nhau. Bộ sản phẩm sẽ có 32 bản nhạc chuông của nhà sản xuất, và nút ở giữa là nút loa. Ở đây thì chúng ta có thể tăng giảm âm lượng với 4 mức âm lượng khác nhau. Với thiết kế chân cắm tròn khá là tiện dụng trong gia đình để cắm ở đa số là tất cả các mọi ổ cắm ở trong gia đình của mình. Sau đây thì mình sẽ test âm thanh của sản phẩm và test ứng dụng của sản phẩm. Sau đây thì chúng ta sẽ test âm thanh của sản phẩm và một số tính năng của sản phẩm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cắm loa chuông vào ổ điện 220. Khi chúng ta cắm loa chuông vào ổ điện thì loa chuông sẽ phát ra tiếng kêu, thì lúc đấy là báo loa chuông có điện. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ bấm nút bấm ở ngoài thì chúng ta sẽ test âm thanh. Chúng ta có thể chỉnh các bản nhạc chuông khác nhau bằng nút bên trên và bên dưới của loa chuông và tăng giảm âm lượng ở giữa. Ngoài ra bộ chuông cửa có thể kết hợp với các cảm biến an ninh phát sóng tần số 433. Ở đây thì mình sẽ ghép nối bộ cảm biến má từ gắn cửa với loa chuông. Khi chúng ta mở cửa ra thì loa chuông sẽ kêu. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nhấn giữ hai nút ở trên loa chuông, đó là dấu cộng và nút loa chuông này, sao cho đèn sáng chúng ta bỏ thấy ra. Sau đó chúng ta sẽ kích hoạt cảm biến bằng cách là tách hai cảm biến ra. Khi mà tách hai miếng cảm biến này ra quá 1,5 phân thì sẽ có đèn báo. Đó, thì trên loa chuông sẽ có chớp nháy một lần. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút loa này để kết thúc quá trình học lệnh. Sau đây thì mình sẽ test, đó là khi mà hai miếng cảm biến này tách nhau ra thì loa chuông sẽ kêu. Đó. Thì cái này chúng ta có thể ứng dụng ở các vị trí cửa kính này, cửa ra vào, khi mà cửa mở cửa ra thì loa chuông sẽ báo. Như vậy mình vừa giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm chuông cửa không dây nút bấm sử dụng pin của Kenroid với mã sản phẩm là KRM525. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mình sẽ để dưới link ở phần mô tả. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ mình qua số hotline 1900 868663. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để đón xem những video hữu ích mới của Homatic.